À, rồi, hello, xin chào anh chị em các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Maker ha. Thì hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cập nhật lên sóng cho anh em một số cái mẫu xe máy cũ anh em nhé. Xe máy cũ hiện tại cửa hàng có những dòng xe như là xe côn tay, xe tay ga và xe số phổ thông ha má. Đầu video thì mình cũng sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng để anh em có thể nắm được cái thông tin về cửa hàng ha. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương, và số điện thoại thì mình có ghi trên màn hình ha. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp ha. Trả góp thì anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha, trả trước 30% giá trị xe. Ngân hàng hỗ trợ anh em tối đa 50 triệu ha. Đó. Hôm nay thì có một số cái mẫu xe khách đổi mua mô tô đổi tại cửa hàng. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật báo giá cho anh em ha. Rồi thì đồng hành với mình hôm nay thì có anh Tú sẽ cập nhật báo giá của mình nhé, anh Tú ha. Ok, chào Thắng ha, chào Dạ. toàn thể anh chị em và các bạn nha. Mình tháng nay lại tiếp tục cập nhật giá xe khách đổi cho anh chị em mình tham khảo. À. Mình sẽ báo giá từ em À, V1 này đi. đây là mẫu Winner V1 em nhé. Em này thì cũng đổi khá là lâu rồi, mà cái tem của xe hơi xấu nên bữa hôm mình có đưa ra cho anh em À, cắt lại cái tem này họ ha. lên cái Đó. tem cho nó đẹp. Cái bộ tem này khá đẹp anh em nhé. Đấy. Màu đen nhám. Xe 2018 đó, biển đăng Năm ký à, biển số 17 của biển Thái Bình. 17. Đó, xe thì Gần áo hiện liên lạc trạng em còn nhé. rất là Đó, xe sạch cứng. đẹp. 10 14 củ 8. À, Đó. 14 triệu 800 thôi em ạ. À, giá 14 rất là triệu mềm 8. luôn. Đó. Winner V1 ha. À, bô bỏng đuôi là zin hết em nhé. Rồi. Mình tiện đây thì mình báo luôn từ dòng À, Winx luôn ha. Winner X. Winner Dạ. X thì hôm nay mình sẽ giảm một số xe cho anh Dạ, chị em mình. ok. Em này sẽ là giảm 1 triệu là còn là 21 triệu 8 nhé. Hiện tại đang là 228, biển Rồi. số 67, xe 2020. Đó, cũng còn 218 anh em nhé. Đây là mẫu 21 Winx triệu V2 8. ABS. Đó, ABS luôn nhé. Odo 22 ngàn. Đấy, thì Đấy, thần rất luôn. là ok. Ok. Rồi sang em V3. Em Đây là V3 thì Winx là V3 anh biển ạ. số 68. Đó, hôm nay mình cũng sẽ giảm một củ cho anh em đang là 276. 268. Rồi, còn 268 giảm 1 triệu ha. 26 triệu Đó, 800. con Odo này 8.000 cây nha anh chị em. mới đi 8.000 thôi. Đây là mẫu Winx V3 em nhé, mới đi 8.000, siêu đẹp luôn. À, zin tin nguyên bản từ đầu đến chân. Đó. Rồi, ok. Đây là cũng là bản V2. Bản V2 bản thường. V2 bản thường mà Đó. em này thì Nhưng mà xe đẹp em này, tốc tán này. chạy cực kỳ ít. Đó. Tốc tán đẹp em sang trưng luôn. Lên khóa chống trộm. Odo em này là 1.620 cây. Hơn 1.000 cây anh em nhé. Lúc nào mình thấy là dàn trần ông tán có mới luôn. Đó. Xe gần như là Gần như mới luôn ở em trong này, hãng thấy không? ra. Thế là có mới ha, mới đi 1.000 cây thì có mới rồi. Hơn Đó. ngàn cây, gần 2.000 cây. Biển 61 luôn. Biển 61 Bình Dương, 21 triệu 800. Đó, 218 thôi em nhé, mới đi 1.000 cây mà có 218 là có rẻ luôn em ạ. Gai gió lốp Đó, em thấy mà vẫn vỏ còn. này. Đó, gầy gió còn nguyên luôn. Đó, nhưng là anh em nào đang thích Winx thì mình thấy là thấy con này còn rất là mềm luôn. 218 Đến đây thì còn có duy nhất một em tay ga thôi. ha. À, chiếc này là chiếc Vespa Vespa em này là LX1 50 150 luôn. bản 2011. Em này có 10 triệu thôi. Đó, anh chị em nào quan tâm thì liên hệ nhé. Ok, chiếc này có 10 triệu thôi. Đó. Rồi dưới này mình lại có cái bản thắng thường chưa lên À. ABS, xe 2020 Đó, mẫu biển V2. 69 Cà Mau nhé, 18 triệu 800. Đó, V2 bản thường ha. Đó, dàn chân cũng khá là đẹp luôn. Odo 15.000. Rồi, 15.000 cây. Đó. Bô bọng đuôi điệc là tin luôn. Bộ móc Bô ấm. móc à. Móc ấm. Rồi, ok. Bên này có em 69 của Cà Mau, xe 2020. Cũng Odo là em này ABS luôn em nhé. bản ABS. V2 ABS.
Hiện tại là đang là 20 triệu 800. Đó, 20 triệu 8. Đó, vô vòng đi đuôi việc là di xe zin. Đấy. Và cái sáu mẫu chín xe này tám cửa không hàng thì vẫn bảo hành là máy móc 6 tháng anh Tú. đúng rồi, bên cửa hàng vẫn bảo hành cục động cơ là 6 Dạ. tháng cho anh chị em nhé. Dạ ok. Rồi bên này mình là có cái mẫu xe, em này biển 61 vẫn là V2 ABS xe 2020 Odo 28 ngàn. Em này hiện tại đang là cũng Đó. 20 triệu 800. À, cũng 20 triệu 8 thôi, biển 61 luôn em nhé, ABS này. Xe thắng ABS. Xe Đó, chất zin, máy móc ok. nguyên zin luôn. Rồi. Rồi, còn bên Rồi ngoài em này thì cũng là màu bản V2 ABS luôn. bạc xanh, bạc xám. Đó. Xe 2020. Đó, em này biển 60 của Đồng Nai. Đang là 21 triệu 8. Hôm nay mình cũng giảm con này một củ còn 28 cho nó đồng đều nhé. Rồi, 20 triệu 800. Đó, bản ABS giờ anh cũng Bản rất là mềm đấy ABS. anh em ạ. Anh em mà thích cơ VNX thì mình có thể là tham khảo ha. À, giống như cái mẫu VNX nhưng mình trả góp thì mình trả chỉ khoảng mấy triệu anh Tú hả? 20 triệu thì 7321, nó 1 phần 3 cái số À, tiền xe tầm mà. 7 triệu ha. Đấy nó khoảng À, là 6 7 triệu. 6 7 triệu. Đó, tầm đó thôi anh em Đây qua đây còn một ạ. cái em À, đây cũng là VNX luôn. V2, em này bản Bản thường thôi, đấy. hãng thường. Đấy, bản thường nhé. Đó, em này biển 71 xe 2020. Odo 25 ngàn, em này Rồi. 18 củ 8. Đó, con này có lên cái bô. Đấy. Chung là cái Bô bô này thì anh em không thích thì chú sẽ đổi cho anh ấy bô zin ha. đúng rồi, cái Đó. bô này nếu mà anh chị em nào không thích thì mình sẽ Đó, lên không. bô zin cho Đó, anh hôm nay em còn 18 triệu 8 thôi anh em nhé. 18 triệu 800. Đó. Đó. Máy móc thì thầm luôn. Đấy. Máy móc thì ok, ốc tán sáng Đó. choa. Ở đây thì V1 có mẫu Win V1 anh em này. xe 2018 đăng ký cuối 2019 Honda 21.000. 21 ngàn. À, cái này là dàn áo là sơn lại anh Tú ha. Dàn áo thì chủ Đó, xe cũng sơn 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 lại lại đẹp anh em nhé. Đó. rất là đẹp. Ở đây có cái phuộc này, phuộc này chắc đồ chơi á. À, Phuộc phuộc đồ đó chơi. họ si thôi, À si vẫn là hả? phuộc zin của xe họ À, si. si là. Đó. Máy móc thì thầm, Đấy thì thầm luôn, vô bọng là zin hết đi em nhé. bộ bọng zin có lên duy nhất một cái phuộc thôi, À, lên phuộc. upside down cái gì đó mình À, lên một cái phuộc đồ chơi. hay Còn là đâu là bô áo bọng đuôi hoặc đeo. là zin hết luôn này. Dàn áo đẹp anh em nhé, dàn áo sơn lại rất là cứng đẹp luôn. Xe sạch Đó, liền xe đẹp. lạc ha. 17 triệu 800. Rồi, Đó, 17,8 xe thôi. rất là ok. Đó, rất là mềm Máy ha, móc miễn bao 75 zin. thuế. Đó. Còn bên này có xe số anh em này, xe số này còn chiếc Way RSX FI luôn nhé. Đó. Em này xe 2018 8 triệu tròn, 8 8 triệu triệu. tròn luôn. Đó, anh chị em nào cần mẫu xe đi làm thì có thể là tham khảo mẫu này. Đang Đây là mẫu FI nhé anh em nhé, FI luôn á. đang hết Đó. điện Đó, nên mình. rất tiện xăng. Còn bên Bên này này thì có có cả gọi quay siêu nhân đúng không? Cũng có cái ha. X siêu nhân. Em Đó. này Quay 110 siêu nhân. Đấy. Là về xe Honda thì rất là êm rồi. Đó, có cái bàn rồi. Cực kỳ máy thì móc thầm luôn. thì thầm. Đó. Cẩn thận ốc tán này, sạch sẽ. Em này cũng có 9 triệu 8 thôi. À, 9 biển 59 biển Sài Gòn luôn em nhé. À, 9 xe triệu 800. 9 triệu 800. Rồi, ok. Xe 012 sạch sẽ liền lạc. Rồi qua đây là cái mẫu ẹt 135. 35 còn 2 chiếc luôn. Đấy. Trong này thì bên mình còn 2 chiếc. Em này là xe 2014 đăng ký 2015. Đó, biển 37 Nghệ An này. Cái này hiện tại đang còn là 13 triệu 8 biển Rồi. 37 Nghệ An đăng ký 2015 nhé. Đó, 13 triệu 8 thôi. À, có chiếc này thì mình thấy là Xe mềm hơn này. 2013 Đó. biển 73. Mình Ồ, thấy em là này hết điện bình. bô bọng đuôi là zin luôn này. Dàn Mình áo zin. em cũng thấy là rất là cứng nhá, không bị bể vỡ luôn á. Đó. Máy móc bao zin. Full Đó. chức năng hoạt động bình thường Rồi. 12 triệu 800. Đó, 12 8 thôi. Đó bây giờ nó có rẻ rồi em ạ. 12 triệu rồi bà. 135 mà có 12 triệu. Rồi, trong đây có ẹt 150. 150 xe 2017 17
triệu 800, biển 61 của Bình Dương. Bình Dương luôn, biển 61 nhé. Đó. Máy in thin thít in ru luôn, xe sạch đẹp. Còn mẫu led ba khoang, led ba khoang thì còn có một chiếc thôi. Màu đỏ nhám này cũng xe cũng rất là cứng anh em nhé. Xe zin em này xe 019, 22 triệu 8, có thị thần luôn, 22 triệu 800, o đo 27 ngàn, biển 36 ha, o đo chuẩn nhé. Đó. Đang chạy đầy vỏ lốp thứ hai. Rồi, ok. Đó, cái giá này là chưa bao gồm phí hồ sơ anh em nhé. Đó, anh em nằm rút hồ sơ thì cứ thêm phí anh Tú rút cho anh hồ sơ cho anh em. Bên đó. Mình sẽ hỗ trợ anh đó. Chị em rút hồ sơ. Rồi, còn okay. Phí thì anh chị em mình sẽ. Nói chung là hết bao nhiêu thì anh Tú sẽ báo cho anh em ha. Đó. Còn mà bên này thì kinh. À, chiếc này là máy kinh. Đó. Xe 019 biển 67. Xe là chỉ có lên một cặp mâm đồ chơi thôi, còn đâu là dàn áo hay bô là zin hết anh em nhé. Đây mâm đồ chơi là mâm 5 cây này. Đó. Hết sắc. Đó, mâm 5 cây gây ra là X1R như này. Đó. Mâm CNC. CNC khá đẹp ha. Chiếc này hôm nay mình sẽ giảm xuống một củ cho anh em lấy nhé. Còn 248. Đó, 24 triệu 8 thôi anh em nhé. Con này là mới kinh anh em nhé. Đó, mới kinh thì lúc nào nó xe nó cũng đắt hơn là cái mẫu ẹt 150 ha. Đấy, 2019 luôn. Rồi. Xe 2019. Còn sang bên này thì mình sang đến cái mẫu con này là Raider. Raider lên tem Sachi. Đây cái đúng tem rồi. Này là dán tem Sachi anh em này. Đó. Biển này đang là 22 củ 8 biển 60, biển 60 Đồng Nai. Đấy. 22 triệu 8 thôi. Đó. Mình sẽ xem mình Tú máy cho anh em thấy. Bô móc hay bô gì đó bên cái bô mình nhìn chưa ra bô độ nhưng mà cái bô với lại cái cổ bô ha, đúng rồi lên cái cổ bô, còn đúng. Lại là xe chất zin, còn là máy móc zin luôn anh ha. Em này lên cái tem sa chia thôi, lên tem dây đơ thôi. Ok, giá chỉ có 20 22 228 thôi, 22 triệu 800. Còn xong đây là chiếc này là Raider, em này mới về bữa hôm ạ. Em này cũng 228 thôi, cũng 228. Ok. Con này muốn nó bô móc rồi. Đó, nó móc. Order 31 ngàn, 22 triệu 800, 228 luôn. Đấy, anh xem dàn tần ống tán này. Đó, ha. Còn dàn tần ống tán rất đẹp luôn anh em nhé. Đó, đăng ký 2020 biển 65. Biển 65. Đó, ok. Còn sang bên này thì có Raider Sang Cơ. Mẫu Sang Cơ này là đát 2016, nó đăng ký lại 2021. Hiện tại em này đang là 15 triệu 8. 15 8. Ok. Đó, anh em thích Sang Cơ thì có thể tham khảo ha. Rất là mềm luôn. Thần gió đấy. Đó, biển 60 Đồng Nai. Đấy. Biển 60 Đồng Nai. Còn bước sang đây thì mình có một chiếc Sachia. Sachia này anh em này. Con này chia là... hiện tại em này đang là 25 củ 8. 25 8, con này zin nguyên bản em nhé. Xe đấy. Máy móc nguyên zin. Trần chân, trần áo là zin nguyên bản luôn. Biển 60 Đồng Nai này. Hết mất xăng rồi. Order 23 ngàn, order chuẩn. Rồi, 23 ngàn. Okay. 23 ngàn cây. 25 triệu 800. Đó. Ok, 25 8 thôi. Bên này có một con... cũng là sa chia luôn. Cũng là sa chia, em này màu đỏ. Xe nguyên zin. Biển order 12.000 thôi. 12.000 thôi à? Đấy, sẽ lướt anh em nhé. Đây, dàn chân ốc tán quay cho anh cái ốc tán này ha. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đó, ốc tán sáng trắng luôn. Xe đăng ký 2022, biển 83. Đó. Xe zin, máy móc cực kỳ êm nhé. Đó, 26.8 thôi em nhé. 26.800. Biển 83 2022. Rồi. Và cuối cùng là một em Sonic. Sonic, chiếc này cũng rất là lướt nha. Trước thì mình cũng quay cho anh em rồi nè. Chiếc này điểm 94, bạc lưu ha. 29 củ 8. 29 8 luôn. Đó. Nói chung là con này thì là xe zin nguyên bản nha. Từ đầu đến chân luôn, dàn áo đẹp. Đó. Ốc tán sáng trắng ha. Order 8.000 này. Đó, đi 8.000 cây thôi. Đó. 8.000 là mấy? Đó, mới đi 8.000 cây. Nói chung là cái đĩa thắng thì còn chưa bị sọc mòn luôn em nhé. Đó. 29 8 29 củ 8. Đó, ok.
Đó, thì anh chị em nào mà cần thông tin chi tiết hơn về các mẫu xe nào thì cứ liên hệ số Zalo anh Tú ha, mình có ghi trên màn hình. Anh Tú sẽ gửi thông tin chi tiết xe, chụp hình kỹ hơn cho anh em nhé. Đó. Cửa hàng thì vẫn có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc nhé và có hỗ trợ trả góp luôn. Trả góp thì anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha. Trả trước 30% giá trị xe thôi. Đó, còn anh em mới ở gần Dĩ An, Bình Dương hay là ở gần thì mình có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình xem xe ha. Đó. Cửa hàng thì có bảo hành máy cho những cái mẫu xe cửa hàng bán ra ha, tặng nhớt tặng nón luôn. Đấy. Rồi, còn anh em muốn chi tiết hơn, thông tin chi tiết hơn thì mình cứ liên hệ hai cái số Zalo của anh Tú cho mình ghi trên màn hình ha. Rồi, còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Rồi, chào anh Tú ha. Ok, chào toàn thể anh chị em và các bạn nhé. Chào Dạ. Thắng. Ok. Rồi, còn anh em đang xem mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình ha. Mình sẽ tiếp tục review các mẫu xe khác cho anh em ha. Anh em cần mình báo giá thêm mẫu xe nào thì cứ bình luận bên dưới ha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video sau.